giới thiệu đến quý vị, đó chính là dòng kem dưỡng Natural Daryomi Lip Eye Serum thưa quý vị. Đây là một dòng sản phẩm cao cấp được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc. Quý vị cũng thấy rằng mẫu mã bao bì của chúng ta rất là sang trọng và đẳng cấp. Đây ạ, một màu vàng gold kết hợp với màu trắng tạo nên sự hoàn hảo. Và phía trong của chúng ta cũng thấy rằng dòng sản phẩm của chúng ta có mẫu mã rất là đẹp và sang trọng, có thể sử dụng ở nhà hoặc là chúng ta cũng có thể sử dụng làm quà tặng cho những người thân yêu của mình. Với một cái màu gold như thế này thì chúng ta cũng thấy rằng là sự cao cấp hiện lên trong từng cái chi tiết trên từng cái mẫu mã. Và đây thưa quý vị, với 15ml, Mai Phương tin rằng là với những cái dòng sản phẩm dưỡng hoặc là với những dòng sản phẩm phục hồi dành cho mắt khác thì đây là một cái dung lượng không phải là nhỏ để chúng ta có thể chăm sóc được cho làn da của mình, đặc biệt là những cái vùng rất là nhạy cảm như là vùng mắt, vùng chân chim và vùng khóe môi, khóe miệng. Kem giảm dần Natural Daryomi Lip Eye Serum giúp làm căng các nếp nhăn tại vùng da quanh mắt và miệng, giúp làm sáng da, giúp làm giảm độ sâu các nếp nhăn, giúp làm xe kích lỗ chân lông, giúp làm cho da trông mềm mại hơn. Kem giảm nhăn Natural Daryomi Lip Eye Serum chứa collagen và các thành phần dưỡng da chiết xuất từ thiên nhiên, không gây bết dính da, giúp làm xe kích lỗ chân lông, giúp săn chắc da. Và thưa quý vị, đến với dòng sản phẩm kem dành cho mắt của chúng ta ngày hôm nay, đó chính là dòng sản phẩm Daryomi. Thưa quý vị, đây là một dòng sản phẩm cao cấp dành cho mắt và vùng khóe miệng. Và rõ ràng chúng ta cũng thấy rằng mắt và khóe miệng là hai cái vùng tương đối là hay xuất hiện những cái nếp nhăn, những cái vết chân chim nhiều nhất. Và chúng ta thường hay quan tâm đến nó, nhưng thật sự rằng những cái hiệu quả có được để mà phục hồi thì rất là khó. Hầu hết là chúng ta sẽ dùng để mà chúng ta dưỡng hoặc là chúng ta phòng là nhiều hơn, phải không Thu Hà? Cũng xin chia sẻ thêm rằng là chúng ta sẽ có thể thấy được những cái hiệu quả ngay khi mà chúng ta sử dụng lần đầu tiên. Với ngày hôm nay thì chúng ta cũng thấy rằng là dòng sản phẩm Daryomi của chúng ta được chiết xuất từ lá của mãng cầu sim và chứa collagen cũng như là những thành phần thiên nhiên khác. Nó mang lại giá trị dinh dưỡng rất là cao. Và không dừng lại ở đó, nó còn chứa rất là nhiều vitamin như là vitamin A, vitamin B, vitamin C, đặc biệt là rất giàu vi khoáng. Và những cái dưỡng chất này sẽ giúp cho làm mờ vết nhăn. Đặc biệt hơn nữa là những cái dưỡng chất này sẽ giúp cho làn da của mình được tăng độ đàn hồi hơn. Và cho Mai Phương được tiếp lời với Thu Hà là Mi sẽ giúp cho quý vị làm giảm những vết nhăn, xe khích lỗ chân lông và không gây bết dính da. Chúng ta cũng thấy rằng là đây là những cái tác dụng mà chúng ta rất mong chờ từ mọi sản phẩm. Những cái hiệu quả cụ thể nhất đó chính là vết nhăn, hiệu quả thứ hai là xe khích lỗ chân lông thưa quý vị, và hiệu quả thứ ba đó là không gây bết dính, làm chúng ta khó chịu khi mà sử dụng những cái sản phẩm kem dưỡng khác. Còn một điều nữa thưa quý vị, tại sao vậy? Tại sao chúng ta phải đến những thẩm mỹ viện để chúng ta tìm những cái tinh chất như là Botox hay là filler để chúng ta làm căng đầy da? Tại sao chúng ta phải tốn tiền hàng ngày, hàng tuần để chúng ta đến những spa, những viện chăm sóc để chúng ta chăm sóc cho làn da của mình mà chúng ta không lựa chọn Daryomi? Bởi vì đây là một sản phẩm dành riêng cho việc thẩm mỹ và việc chăm sóc da. Chính vì thế mà chúng tôi rất là tự tin để chia sẻ với quý vị rằng là đây là một sản phẩm rất nên có để dành cho tất cả mọi người, tất cả mọi nhà thưa quý vị. Vâng, và quý vị biết không, đây là một sản phẩm được sản xuất và nhập khẩu trực tiếp từ Hàn Quốc và nó ra đời từ năm 2015. Có thể nói là tính đến nay chỉ mới 2 năm mà thôi. Một thương hiệu khá là trẻ đúng không nào? Tuy nhiên thì nó đã nhận được sự ủng hộ của đông đảo tất cả quý vị khách hàng. Và quý vị biết không, đây cũng là sản phẩm được phát trên rất là nhiều kênh truyền hình cũng như là những website. Cụ thể là đã phát sóng trên kênh truyền hình Home Shopping tại Hàn Quốc nè, Nhật Bản và Trung Quốc. Thưa quý vị, như Thu Hà vừa chia sẻ thì chúng ta cũng thấy rằng là sản phẩm này xuất hiện ở ba quốc gia, đó là Hàn Quốc, Nhật Bản và Trung Quốc. Đây là những quốc gia mà chúng ta có thể nói rằng là chúng ta rất ngưỡng mộ về làn da của họ. Đây là những nơi mà có thể là chúng ta đã tìm kiếm rất là nhiều những sản phẩm, những mỹ phẩm để chúng ta tin cậy và chúng ta chăm sóc cho làn da mình. Chính vì thế mà khi sản phẩm ra mắt ở ba quốc gia này đầu tiên thì Mai Phương tin rằng độ tin cậy cũng như là hiệu quả của dòng sản phẩm này rất là cao thưa quý vị ạ. Dạ vâng, đúng rồi ạ. Và chưa dừng lại ở đó, ngoài những kênh truyền hình Home Shopping thì đây cũng là một trong những dòng sản phẩm bán chạy nhất tại kênh eBay thưa quý vị. Và như quý vị cũng biết thì eBay là một trong những kênh mà bán hàng trực tuyến, bán hàng online mà rất uy tín hiện nay thưa quý vị, rất được tin tưởng. Và quý vị thân mến, những con số chúng tôi đã ghi nhận được đó là
Chỉ trong lần đầu phát sóng trên kênh Home Shopping tại Nhật Bản thì 10.000 sản phẩm, thưa quý vị, 10.000 sản phẩm đã được bán hết chỉ trong vòng 2 ngày mà thôi. Một con số quá ấn tượng đúng không ạ? Và chưa dừng lại ở đó đâu, chúng ta sẽ đến với lần thứ 2 phát sóng thì 30.000 sản phẩm đã được bán chạy hết, thưa quý vị. Và lần thứ 3 còn khủng khiếp hơn, đó là 50.000 sản phẩm đã được bán hết, thưa quý vị. Chắc chắn rằng là chúng ta sẽ thấy những con số tăng dần lên. Và quý vị cũng thấy rằng là khi những con số tăng dần lên thì tính hiệu quả và tính thiết thực rất là cao. Mai Phương nghĩ rằng là với lần đầu tiên sử dụng là 10.000 lượt người đã lựa chọn, thì chắc chắn là tiếp theo sau đó tăng lên 30-50. Chính cái sự lan rộng đó sẽ cho ta thấy rằng hiệu quả của dòng sản phẩm này rất tích cực. Và đặc biệt hơn nữa là nó tích cực khi trên một cái đất nước mà đòi hỏi những cái hiệu quả cũng như là cái nhu cầu về sản phẩm rất là cao, đó chính là đất nước Nhật Bản. Kem giảm dần Natural Darimi Lip Eye Serum giúp làm căng các nếp nhăn tại vùng da quanh mắt và miệng, giúp làm sáng da, giúp làm giảm độ sâu các nếp nhăn, giúp làm xe kích lỗ chân lông, giúp làm cho da trông mềm mại hơn. Kem giảm nhăn Natural Darimi Lip Eye Serum chứa collagen và các thành phần dưỡng da chiết xuất từ thiên nhiên, không gây bết dính da, giúp làm xe kích lỗ chân lông, giúp săn chắc da. Thưa quý vị, ngày hôm nay thì Mai Phương đã mời đến phim trường một người mẫu rất là đặc biệt để cho quý vị có những cảm nhận thực tế hơn về sản phẩm Darimi của chúng tôi. Đây là cô Ngô Thị Tiên, năm nay thì cô đã ngoài 50 tuổi rồi. Và chúng ta cũng thấy rằng rõ ràng là thời gian luôn luôn là một kẻ thù dành cho tất cả mọi người, và đặc biệt hơn là đối với chị em phụ nữ. Và thưa cô, ngày hôm nay đến để mà trải nghiệm dòng sản phẩm kem làm giảm nếp nhăn ở vùng mắt và vùng khóe môi Darimi, thì trước tiên thì trước đây cô đã sử dụng dưỡng hay là cô đã có những cái cách nào để chăm sóc cho cái vùng mắt của mình hay chưa? Có, cô đã dùng nhiều rất nhiều loại sản phẩm trong nước và ngoài nước cũng có. Dạ. Nhưng mà không có thấy kết quả. Nó không có kết quả liền rõ nét đúng không ạ? À? Và nó đòi hỏi một cái thời gian dài để chúng ta sử dụng. Và ngày hôm nay thì đây là lần đầu tiên cô thử nghiệm với sản phẩm Darimi đúng không ạ? Dạ. Đây là một cái dòng sản phẩm mới, chắc là cô cũng chưa nghe nhiều đâu. Nhưng mà hôm nay Mai Phương sẽ mời cô để có những cái trải nghiệm thực tế nhất. Trước tiên khi sử dụng sản phẩm này thì cái vùng mắt chúng ta sẽ quan sát nha. Vùng mắt của cô thì có cái bọng mắt khá là rõ nét, cô có thể cười lên được không ạ? Đó, có những cái bọng mắt rất là rõ nét, đây là một cái dấu hiệu của tuổi già. Bên cạnh đó những cái vùng chân chim và những cái hằn sâu nó cũng có chút xíu. Cô cũng trẻ hơn so với tuổi của mình rất là nhiều. Nhưng mà phụ nữ mà chúng ta luôn luôn mong muốn là chúng ta đẹp hơn, thì chúng ta sẽ làm sạch cái vùng này sau khi chúng ta rửa mặt thật sạch. Mai Phương sẽ kiểm tra xem là cái vùng mắt này đã được tẩy trang, đã được rửa sạch hay chưa nha. Dạ thưa quý vị, đây là miếng bông gòn tẩy trang trắng hoàn toàn, tức là cái vùng mắt này đã được vệ sinh, đã được làm sạch hoàn toàn để chúng ta có thể có những cái sự thẩm thấu tốt nhất đối với phần kem làm giảm nếp nhăn này. Ta sẽ sử dụng sản phẩm một cái lượng rất là nhỏ thôi, một lượng nhỏ như thế này chắc chắn là không nhiều đúng không ạ? Và chúng ta sẽ sử dụng được sản phẩm rất là lâu. Mai Phương sẽ sử dụng nhẹ lên vùng mắt bên trái của cô. Quý vị nhớ là vùng mắt của chúng ta là một vùng hết sức là nhạy cảm, cho nên là chúng ta tránh những cái tác động mạnh, bởi vì sẽ làm đứt gãy collagen của chúng ta. Như vậy thì cái hiệu quả nó sẽ không cao. Chúng ta có thể vỗ nhẹ phần đuôi mắt như thế này, nó cũng có những cái chân chim, vùng hốc mắt và nhất là cái vùng bọng mắt đây ạ. Và cảm nhận của Phương là rất là mịn và thẩm thấu rất là nhanh khi mà không bết dính. Khi mà kem bôi lên trên mắt thì cô cảm nhận đầu tiên như thế nào ạ? Cảm nhận đầu tiên thì thấy nó se se mát mát. Mát mát đúng không ạ? Dạ rồi. Bắt đầu chúng ta sẽ có những cảm nhận là hơi căng căng đúng không ạ? Dạ, căng căng là. Dạ, căng căng. Căng cái da lên đúng không ạ? Dạ. Thưa quý vị, sau khi mà Mai Phương sử dụng kem Darimi cho vùng mắt ở bên trái của cô Tiên, thì bây giờ chúng ta hãy quan sát mà xem, theo như Mai Phương đang nhìn bằng mắt thực tế của mình, thì cái vùng mắt ở bên trái của cô thì cái bọng mắt nó đã giảm từ từ rất là rõ nét, thưa quý vị. Đầu tiên là chúng ta thấy rõ bọng mắt. Cái thứ hai là cái vùng đuôi mắt. Vừa nãy thì Mai Phương thấy rằng ở đây có rất là nhiều những cái vùng hằn, những cái vùng nếp nhăn, những cái vùng vết chân chim. Nhưng bây giờ những cái vết chân chim đó nó cũng đã mờ nhạt dần đi. Và cái vết hằn của cái việc mà chúng ta thường phải làm việc khuya, thường phải thức đêm, hoặc là có thể trông con, trông cháu, thì quý vị cũng thấy rằng bây giờ đã giảm đi rất nhiều. Rõ ràng là mắt bên trái của chúng ta đã sáng hơn, đã tinh anh hơn rất nhiều đúng không? Bây giờ thì thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay cũng đã hết rồi. Rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị, và chúc quý vị của chúng ta sẽ ngày càng trẻ trung và đẹp hơn nữa. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.